vào ảnh gì vậy? Anh biết bà ta đi đâu không? Bà ta không về ăn cơm, mọi người không đi liền sao? Bà ta có giấy thông hành hai bên. Chúng tôi nghĩ là bà ta trở về đại lục theo chuyện giấy tờ. Vậy đủ rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Anh có. Dạ. Tôi muốn biết vườn hoa này bao lâu mới dọn dẹp một lần. Chúng tôi nhờ công ty đồng dừ tới dọn dẹp vườn hoa. Mỗi tuần họ tới một lần. Lần trước họ tới lúc nào? Thường thường thì mỗi thứ tư 9 giờ sáng họ tới. 3 giờ chiều thì họ đi. Cảm ơn. Đây. Đây. Vừa rồi trong vườn hoa tôi đã phát hiện một mỏ gạch cây bị gãy, nhưng nó có giấy báo tôi còn dính mảnh vỡ cây này. Tôi nghi ngờ có người đã xảy ra tranh chấp sâu sắc trong vườn hoa, nhưng không biết có liên quan tới cô đây không. Căn cứ lời anh có vừa nói, tôi nghĩ sự việc có thể xảy ra sau khi người của công ty đó. Mày chống mày, mày chống nè. Wow hả mày? Đây. Wow nè. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.